Có ai trong các bạn chơi game mà không bỏ được không? Nếu không bỏ được thì đây là video dành cho các bạn nhé. Đầu tiên mình muốn các bạn hiểu cơ chế về mặt sinh học. Vì sao chơi game lại khiến chúng ta khó bỏ đến thế? Thì khi các bạn chơi game não các bạn tăng cao lượng dopamine. Vậy dopamine là gì? Thì dopamine thật ra là một loại hormone tăng cảm giác hưng phấn tại não. Nó giúp bạn cảm thấy phê hơn, mà phê thì ai mà chả thích đúng không? Nó giống như bạn nghiện ma túy ấy. Nó sẽ muốn bạn chơi lại nhiều lần. Đây là lý thuyết thôi mình nói chung chung cho các bạn dễ hiểu. Vậy muốn bỏ chơi game thì chúng ta phải làm cho bộ não không còn cảm giác hưng phấn khi chơi game nữa. Thế là chúng ta sẽ dễ dàng bỏ được game. Đây là lý thuyết thôi, còn bây giờ đi vào thực tế các bạn nhé. Vẫn như thường lệ mình sẽ kể một câu chuyện. Đây là A, A vừa thi đại học xong. Ở cấp 3 A là một đứa ham học và ngoan. Lên đến đại học A quen một đám bạn, mới đầu mấy đứa bạn rủ A đi chơi net. Thấy đứa nào cũng đi nên A cũng đi theo. Ban đầu A chưa biết chơi game nên ngồi một góc nhìn đám bạn chơi. Sau khi đi theo bạn được vài bữa, A cũng đã được bạn bè dạy cho cách chơi. A chơi vị trí là support cho team. Mình bật mí cho các bạn một chút là game A chơi là game liên minh huyền thoại. Đợt đấy thì bạn bè A rủ thí A với đi chơi, còn không A vẫn về nhà học bài bình thường. Sau một thời gian A đã chơi lên tay, A đã là vị trí chủ lực trong nhóm. A thường xuyên ra quá nét chơi một mình mà không cần bạn nữa. Nhất là đến mùa leo danh A thường xuyên chơi thâu đêm suốt sáng. Tình trạng này kéo dài suốt hơn 2 năm. Đến năm thứ 3 thì hạn tam tai đến với nick game của A, khiến A ba lần suýt bỏ được game. Lần một là A bị một thằng ất ơ nào đó hack nick, trong khi A đã bỏ bao nhiêu công sức với leo được lên thách đấu. Lần đó tưởng chừng như A đã bỏ được game vì quá chán rồi. Ngờ đâu sinh nhật A, bạn A lại mua tặng A một nick trên shop có full skin làm A lại chơi lại. Quay lại lần thứ hai thì bị gánh thằng bạn thân mà đã thua gần 20 trận liên tiếp. Lần này A ức quá cũng đã bỏ game được 2 tuần. Nhưng sau đó ngứa tay quá vẫn quay lại game. Lần thứ ba A gần đánh lên thách đấu thì bạn A mượn nick, đánh A xuống danh đồng. Nguyên cả năm đấy A không ngó lại game nữa, nhưng khi về nghỉ hè, A chán không có việc gì làm thành ra A lại đâm đầu vào game. Cuộc sống cứ thế trôi đi đến khi A ra trường. Phải đến khi đi làm A không còn thời gian chơi game nữa thì mới bỏ được. Lúc chiều rảnh rỗi A lại được mấy anh em ở chỗ làm dù đi đá bóng, từ đó A bỏ game hẳn. Chúng ta cùng nhìn lại câu chuyện mình bịa ra nào, thì như các bạn thấy đấy A cũng như bao người khác bị cuốn vào game, từ lúc nào mà không biết. Chúng ta bắt đầu xem những lần A gần bỏ được game nhé. Lần một A bị một thanh niên nào đó hách nick, bao nhiêu tâm tư của A dồn vào nick game đó sụp đổ. Nên thành ra bảo A cày lại game A sẽ chán và thất vọng, không còn cảm giác hưng phấn như trước nữa. Chính vì điều đó A đã suýt bỏ được game. Nhưng rồi bạn A tặng A một đích game mới. Xịn hơn chính vì điều này đã kích thích khả năng chơi game lại của A. Tuy nhiên khi chơi game cùng bạn A thua nhiều quá, cụ thể là 20 trận thua liên tiếp. Lúc này não A không còn hưng phấn khi chơi game nữa mà thay vào đó là sự ức chế. Chính điều này đã khiến A bỏ game được 2 tuần. Đến lần thứ ba A bị bạn A đánh tụt xuống danh đồng, do hai lần trước cũng đã bị vậy rồi. A không còn hưng phấn với game như hồi trước nữa. Vậy là cả năm A không động vào game. Chỉ khi về hè không có gì làm thì A với chơi game. Gần như là chơi game giải trí chứ không phải là nghiện. Còn sau khi đi làm A có niềm vui khác và có công việc thì A không chơi nữa. Vậy qua những phân tích trên của mình thì điều duy nhất các bạn cần làm là đánh gục bộ não của bạn. Làm cho bộ não của bạn chán nản. ức chế mỗi khi chơi game thì các bạn sẽ bỏ được game 100%. Một lần chưa đánh bại bộ não của bạn thì phải cho nhiều lần. Ví dụ bạn chơi một game đang quá ham thì bạn xem game có mức tăng độ khó không? Bạn tăng lên mức tối đa cho mình, khi mà bạn thua mãi, đánh mấy tiếng đồng hồ mà không qua nổi ải, thì bạn sẽ chán nản, ức chế và bỏ game ngay thôi. Khi bỏ được thì các bạn phải ngay lập tức xóa game đấy đi cho mình và tạo cho bản thân có ít thời gian rảnh hơn, ví dụ như bạn đi thể thao, nói chung là tìm niềm đam mê khác. Vậy là các bạn sẽ bỏ được. Đối với những game như Liên Minh Huyền Thoại thì các bạn có thể mua nick thách đấu về để cho an hành khoảng 30 40 trận thua liên tiếp, khiến bạn đéo muốn chơi game nữa là được. Còn đối với game cày quốc thì các bạn cho bạn bè vào phá ắc, phá đổ nick bạn. Vậy các bạn phải đập tan ý chí chơi game, phải thẳng tay, dứt khoát không tiếc thì mới mong bỏ được. Tại sao mình nói là đập tan ý chí thì với bỏ rất điểm được, khi các bạn còn nghĩ về nó thì dù có nhốt các bạn mấy tuần. Khi các bạn già các bạn vẫn chơi game thôi, ví dụ điển hình là thanh niên, triệu quân sự người dù đã bị nhốt mấy năm nhưng vẫn bốn lần trốn trại giam từ tù để ra chơi game dù đã bị nhốt rất lâu nhưng vẫn không bỏ được đây cũng là phương pháp mình dùng cho thằng em họ mình nó chơi game online quá nhiều nó bị mình hack nick phá nick nó cuối cùng mình đã đánh gục ý chí của nó và hai anh em đã đi chơi cầu lông cùng nhau và nó đã bỏ được game đây cũng là kinh nghiệm của mình mình mong mọi người like chia sẻ để nhiều người biết hơn để nhiều người bỏ được nghiện game nhé mình cảm ơn mọi người rất nhiều